Thưa quý vị, một nữ kiến trúc sư người Pakistan đang tiên phong thực hiện dự án xây dựng những ngôi nhà có khả năng chống chịu được với ngập lụt, bền vững và thân thiện với môi trường. Điều đặc biệt của dự án này đó chính là những ngôi nhà được xây dựng để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn bề ngoài có vẻ sơ sài, song những ngôi nhà nhỏ làm từ bùn này lại ẩn chứa thiết kế đầy sáng tạo, nhưng vẫn lấy cảm hứng từ kỹ thuật xây dựng bản địa phổ biến của vùng nông thôn Pakistan. Điều đặc biệt, chúng được thiết kế để có khả năng chống chịu với ngập lụt, bền vững và thân thiện với môi trường. Chúng tôi xác định chúng tôi đang làm việc cho người nghèo, vì thế nhà phải có giá phải chăng. Thứ hai, bất kỳ nguyên vật liệu nào mang từ xa đến đây đều sẽ đắt hơn và như vậy anh sẽ không thể xây dựng những ngôi nhà giá rẻ. Nhà cũ của chúng tôi trước cũng ở vị trí này nhưng sau đó đã bị nước lũ cuốn trôi. Chúng tôi dựng lều nhựa để trú ẩn nhưng sau đó nước lũ tràn vào nhiều hơn. Tôi rất vui vì nhà mới rất tốt, không còn sợ đổ, mưa bão gì cũng chịu được nên tôi cảm thấy rất hài lòng và rất thích ngôi nhà này. Khoảng 1.000 ngôi nhà như vậy đã được xây dựng tại tỉnh Sindh, một vùng nông thôn nghèo ở Pakistan, chỉ vài tháng trước khi trận lụt lịch sử quét qua đất nước vào năm 2022. Tổ chức phi chính phủ do bà Lari đứng đầu đã giúp đỡ xây dựng khoảng 55.000 ngôi nhà cho những người nghèo tại Pakistan. Trong đó có 4.500 ngôi nhà đã được xây dựng kể từ khi lũ lụt bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái. Mục tiêu cuối cùng của bà là cung cấp nhà ở cho ít nhất 350.000 hộ gia đình.